Cuộc sống của ca sĩ Thanh Lam và Quốc Trung sau 17 năm ly hôn Quốc Trung và Thanh Lam từng là cặp vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng vào thập niên 90. Năm 1991, Quốc Trung bắt đầu kết hợp với Thanh Lam tạo nên nhiều tiếng vang qua các ca khúc như Cho em một ngày, Đêm huyền diệu, Thiện Thanh. Quốc Trung cũng là người góp công sức rất lớn đưa Thanh Lam trở thành diva đầu tiên trong làng nhạc Việt được biết, cặp đôi quen nhau từ khi còn cùng theo học tại Nhạc viện Hà Nội, nhưng chỉ bắt đầu yêu nhau khi quốc trung tu nghiệp tại Buralia. Và lúc này, Thanh Lam đã qua một đời chồng và có một con gái riêng. Cô cũng có tên trên thị trường âm nhạc và được nhiều người biết đến. Năm 1991, Quốc Trung đưa Thanh Lam về ra mắt gia đình và xin phép được kết hôn, nhưng vấp phải sự phản đối của cha. Ông lo ngại tính cách của cả hai trái ngược nên kết hôn sẽ dẫn đến kết cục không tốt đẹp. Bố của Quốc Trung cho rằng Thanh Lam sở hữu tính cách quá mạnh mẽ, cá tính và đầy tham vọng, còn Quốc Trung lại là người nhẹ nhàng hướng nội. Dù vậy, cả hai vẫn làm đám cưới và có cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm. Thanh Lam Quốc Trung có với nhau hai người con là Thiện Thanh sinh năm 1995 và Đăng Quang sinh năm 1997. Năm 2004, cặp đôi ly hôn sau một thập kỷ mặn nồng. Sau cuộc hôn nhân với Thanh Lam thì Quốc Trung từng chia sẻ với báo giới Nếu đến với ai đó thì tôi sẽ khuyên họ không nên trông chở tôi một tờ giấy hôn thú, đơn giản là tôi không thích những thủ tục đó thôi, tôi không thể tưởng tượng được lúc đó tôi trông như thế nào sau khi ly hôn thì quốc trung một mình nuôi hai con nhỏ cuộc chia tay này đánh dấu thời gian gián đoạn con đường nghệ thuật chung của hai nghệ sĩ tuy sau đó cả hai vẫn quay lại kết hợp cùng nhau trong âm nhạc nhưng họ phủ nhận chuyện tái hôn đi qua thanh lam cho biết để dẫn đến chuyện tan vỡ hôn nhân khiến cho con cái không có một gia đình trọn vẹn một phần do lỗi của mình cô không ít lần tự trách bản thân vì điều đó khi được hỏi về việc quyết định để cho quốc trung nuôi con thanh lam trải lòng thời gian đầu sau ly hôn tôi nghĩ cách nào an toàn và tốt nhất cho con mình ở với anh quốc trung không chỉ có anh ấy mà có cả ông bà ông là một nhà giáo nhân văn còn bà dạy đàn piano cho các cháu bây giờ cứ nhìn hai con là mọi người sẽ hiểu quyết định của tôi hoàn toàn đúng và cho đến bây giờ ông nội của các cháu là nghệ sĩ nhân dân trung kiên vẫn rất cảm động về những gì mà tôi hy sinh cho các con có sai lầm duy nhất bây giờ tôi đã vượt qua là người mẹ mà tôi không làm tròn bổn phận của người mẹ để xảy ra rạn nước gia đình các con tôi đã có đời sống bình thường như mọi người điều đó khiến tôi ái nái nhất và nó ám ảnh cuộc sống của tôi kinh khủng thanh lam công khai hẹn hò bạn trai bác sĩ từng được chồng cũ mời về nhà ăn cơm nhiều năm sau đổ vợ hôn nhân thanh lam vẫn thường hay nhận lỗi về mình Cô thường nhận khi ấy đã nông nổi, thiếu sự trưởng thành và đặt quá nhiều kỳ vọng vào tình yêu. Bản thân nữ ca sĩ cũng chịu không ít dị nghị, điều tiếng khi để hai con cho quốc trung nuôi, nhưng cô chấp nhận tất cả để các con có cuộc sống tốt nhất trong điều kiện bố mẹ phân ly. Sau khi chia tay quốc trung, Thành Lam cũng có nhiều mối tình thoáng qua, bởi cô luôn quan niệm, người phụ nữ ai cũng có sự bình yên của mình và sự bình yên ở đây chính là một người đàn ông không có người phụ nữ nào có thể nói tôi sống cuộc sống không cần đàn ông. Họ có thể nói như thế nhưng thực tế họ không làm được. Tôi cảm thấy may mắn khi luôn có bạn đời ở bên cạnh. Và không lâu thì nữ diva đã chính thức công khai bạn trai sau thời gian dài im hơi lặng tiếng. Được biết bạn trai của Thanh Lam là bác sĩ, từng có gia đình và hơn cô 7 tuổi. Ở cái tuổi 52, Thanh Lam chia sẻ mình và bạn trai gặp nhau tình cờ và ngẫu nhiên, nhưng lý do khiến cả hai chọn ở lại bên nhau mới khiến nhiều người suy ngẫm. Bạn trai mới của Thanh Lam kể, anh thấy xót xa khi nghe cô nói về những gì đã trải qua trong cuộc đời. Chuyện tình của bạn gái trong quá khứ khiến anh mất ngủ mấy đêm liền, thương và trách cô là ngốc nghếch. Ở bên nhau, bác sĩ nhận ra rằng sao vẻ ngoài mạnh mẽ mà ai cũng thấy ở Thanh Lam là một sự yếu đuối khiến anh muốn che chở với thanh lam cảm xúc của cô về tình yêu hiện tại là chỉ tình yêu mới giúp nảy sinh tình yêu vì thế nếu chúng ta càng thể hiện ra ngoài sự yêu quý và trân trọng những người xung quanh ta như bạn bè người yêu đồng nghiệp thậm chí là cả đối thủ năng lượng tiết ra sẽ càng mạnh mẽ chúng ta sẽ nhận lại được sự yêu mến và tôn trọng của những người xung quanh trong một lần xuất hiện trên sóng truyền hình, Thanh Lam đã chia sẻ kiểu đàn ông khiến cho cô đem lòng yêu, nữ diva nói: "Phụ nữ luôn thích yêu những người đàn ông tài giỏi, riêng tôi, tôi nghĩ rằng một người đàn ông có sức bốc để che chở cho mình là tiêu chí mà tôi luôn mong muốn. Tôi luôn tin rằng tất cả mọi thứ trên cuộc đời xảy ra đều có lý do, vậy nên cái gì đến thì cứ đến, đi cứ đi. Người ta thường nói trong tình yêu, cận kề hạnh phúc là đau khổ thật ra trong cuộc sống chỉ cần sống với nhau ăn ý tương trợ vui vẻ là đủ rồi ngoài đời tôi thích nấu ăn nhưng không phải chỉ là nấu ăn cho bạn trai tôi nấu ăn cho các con các bạn bạn trai ở lứa tuổi này không còn là vấn đề quá căng thẳng nữa rồi mà phải làm như thế nào để cuộc sống hiện tại vui và tinh tế nhất ngay sau khi công khai chuyện tình cảm thanh lam nhanh chóng nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp người hâm mộ nhạc sĩ quốc trung cũng gửi lời mời bạn trai hiện tại của vợ cũ về nhà riêng dùng bữa điều này chứng tỏ cho lối cư xử văn minh và mối quan hệ tốt đẹp hậu ly hôn của hai nghệ sĩ quốc trung vẫn hỗ trợ vợ cũ trong âm nhạc tìm được bạn đời nhưng không làm đám cưới sau ly hôn với thanh lam quốc trung chỉ tập trung vào âm nhạc và các con anh nhận trách nhiệm nuôi nấng hai đứa con nỗ lực làm tròn bổn phận của một người cha dù công việc bận rộn quốc trung vẫn tự tay làm việc nhà và chăm sóc các con chu đáo anh luôn dành cho con sự tôn trọng đồng thời cho biết hai đứa con cực kỳ thần tượng thanh lam dù không thường xuyên ở bên cô quốc trung và thanh lam giữ mối quan hệ tri kỷ trong âm nhạc cùng nhau bồi đắp tình cảm cho các con Hai người con của Quốc Trung đều được định hướng đi theo con đường âm nhạc của cha mẹ, thừa hưởng truyền thống gia đình và họ đều học ở nhạc viện Hà Nội và sớm bộc lộ tài năng nghệ thuật. Đầu năm 2015, Quốc Trung lập gia đình lần hai với người phụ nữ tên là Thanh Lan. Trong một bài phỏng vấn, ca sĩ Thanh Lam đã chia sẻ rằng cô rất quý mến người mới của chồng cũ, Lan và anh Trung có duyên nợ với nhau. Tôi là nghệ sĩ thường xuyên phải đi diễn xa, thời gian tôi ở bên các con có khi là ít hơn Lan. Cô ấy chăm sóc các con tôi rất là chu đáo. Tôi cũng nghĩ bất kỳ người phụ nữ nào yêu thương con mình, mình đều có thể yêu thương họ. Thanh Lam dành nhiều lời khen có cánh cho Thanh Lan khi được hỏi về việc tái hợp cùng với quốc trung trong âm nhạc có khiến cho vợ mới của anh ghen hay không một trong các lý do tôi vẫn có thể làm với anh vất trung đó là nhờ vào cách cư xử của lan nữa đấy cô ấy luôn có mặt trong những đêm nhạc của tôi bình thản nhìn tôi và anh trung thăng hoa trong âm nhạc không ít lần từ sân khấu tôi đã nhìn thấy lan nó vỗ tay hết mình và say mê với tiếng hát của tôi không ít lần tôi đã cảm thấy rất xúc động với hình ảnh đó nó thật là đẹp lan là người sống văn minh cô hãy tạo điều kiện để tôi và anh trung có thể cùng nhau chăm con cùng nhau làm việc bên cạnh đó sự đóng góp của lan đối với các con tôi là rất lớn tôi nghĩ cả tôi và lan sống đến tuổi này điều hiểu điều đáng trân quý nhất trong đời là tình cảm của con người dành cho nhau hiện tại thì hai người con của quốc trung thanh lam đều đã trưởng thành. Quốc Trung dù không dành cho bạn đời hiện tại mình một đám cưới rình rang bởi anh cho rằng điều đó không thích hợp với mình, thì trên trang cá nhân, nam nhạc sĩ vẫn ngập tràn hình ảnh hạnh phúc bên vợ cùng các con. Tuy nhiên, với bản tính là kính tiếng, Quốc Trung đến nay vẫn không tiết lộ về người vợ sau này của mình.